các bạn, hôm nay các thầy trong nhóm 2 sẽ treo lồng đèn ha. Đó, những cái lồng đèn trên kia các bạn thấy. Thì có đến 13 thành viên mà hết 12 người là không biết leo cây rồi. Cho nên các thầy làm việc thì hơi vất vả chút xíu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, từ từ học là biết thôi. Thì trên kia cũng có một hai thầy trên đó rồi. Thì mình người hơi to chút xíu nên phụ trách đứng ở dưới đưa lồng đèn cho các thầy. Đôi lúc cũng bị kiến cắn nha, nhưng mà những cái thầy lên trên kia thì vất vả hơn. Cho nên buổi sáng hôm nay thì không khí rất là mát, trời đẹp. Các thầy cũng tranh thủ làm cho sớm sớm để nghỉ, nếu không thì chút xíu nữa trời nắng làm việc ở ngoài này sẽ rất là vất vả. Các bạn khi nào rảnh lên chùa nha, phụ các thầy nha. Hãy đi Phật. Oh, 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 oh